Chào các anh em nhá. Đấy, thì hôm nay ăn mặc hơi bị bảnh bao đấy, các em nhìn thấy chưa, hơi bị đẹp trai. Nhưng mà đây này, đây là bà chủ này, bà chủ quán. Bà chủ quán hôm nay ở nhà sửa xe, xe vứt la tả mỗi chỗ cũng còn. Thế đệ tử đâu mà không ra làm lại để bà chủ làm này ha? Thế cái người làm thuê đâu, Gia Huy đâu? Gia Huy đâu, sao không gọi? Người làm thuê đâu mặc quần áo đẹp đi chỗ gì? Bây giờ đang làm gì? Đang anh em nhìn thấy ác chưa? Thay lọc gió xe ga này, thay nhông xích sùn thái này, đấy, thay xăm thay lốp, thay giảm giật, thay dầu nhớ, thay cả phớt điện, rồi mạnh quá rồi, căng thật. Cười cái nào, làm dáng cái nào, như thế mới gọi là học trò tốt chứ. Ha, sao thế? Tắt đi, mệt chết được, làm không làm về. Cười cái con dài. Đàn bà là những cánh hoa. Đây các anh em nhìn đây nha, đây là mua sữa chua về hối lộ cho bà xã này. Đấy, bán nhà đi. Ra từ lúc khảo ra. Em làm nghề này được bao nhiêu lâu rồi em? Em cho anh hỏi em làm nghề được bao nhiêu lâu rồi? Bẩn hết mặt rồi.